Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào khung giờ quen thuộc lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Cũng là chiêu trò vào cửa hàng dàn cảnh trộm điện thoại, song tính chất của vụ việc sau đây lại có phần manh động hơn. Đối tượng là một cặp nam nữ đi rảo vòng quanh các cửa hàng, mục đích là để tìm con mồi sơ hở hòng trộm cắp tài sản. Và chủ một cửa hàng quần áo đã không may trở thành nạn nhân bị kẻ gian để mắt đến. Chỉ trong giây lát mất cảnh giác đã bị trộm mất một chiếc điện thoại đắt tiền. Tình huống sau đây sẽ cụ thể hóa những gì tôi vừa đề cập đến và để biết chiêu trò của các đối tượng như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Chị vô lựa đồ đi chị. Chị kiếm quần cái. Chị muốn quần ống tắm hay là ống le? Em mới về hàng nè. Ống le em. Vậy em lấy cho chị nha. Đây, cái này vừa size với chị luôn á. Chị cần thử không em? Được rồi, cái này nhiêu vậy em? Dạ cái này 230. 230 bớt không? Thì chị lựa thêm đi để em bớt cho. Bớt hen. Dạ. Em cái áo màu đen đen á, lấy chị cái màu đen đen bên trong đi. Này hả chị? Ồ cái này chắc là phải lấy cái khác đi em, lấy cái khác đi. Cái này chị thấy nó không hợp với chị rồi. Dạ. Không, cái này có nói chị không thích. Chị em lấy cái bông xám với túi bên trong á em, cái xám với bông túi ở trong á. Dạ. Chờ em xíu nha. Nếu để ý kỹ có thể dễ dàng nhận thấy hành động bất thường của người phụ nữ này. Ngay khi vừa bước vào trong cửa hàng, ánh mắt đã giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm tài sản có giá trị. Đáng nói hơn, chủ cửa hàng đã quá bất cẩn khi để chiếc điện thoại này trên bàn ngay gần cửa ra vào, một vị trí rất sơ hở. Ban đầu đối tượng Thu vờ hỏi mua quần jean, thế nhưng có thể thấy khu vực treo quần jean lại khá gần với tủ quầy nơi để điện thoại. Vì như vậy sẽ khó mà ra tay trộm cắp vì dễ bị chủ cửa hàng phát hiện. Lúc này đối tượng tiếp tục giở chiêu trò nhờ chủ cửa hàng lấy giùm các mẫu áo ở phía trong. Thậm chí Thu còn cố tình yêu cầu lấy những chiếc áo được treo ở trên cao. Mục đích của hành động này là để gây khó khăn cho chủ cửa hàng, khiến chị quay lưng về phía Thu và mất đi sự cảnh giác. Từ đó đối tượng mới có thời cơ hành động, nhanh chóng lấy trộm chiếc điện thoại rồi leo lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát. Có thể thấy dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối tượng Thu đã rất khéo léo, chuyên nghiệp trong việc đánh lạc hướng sự chú ý của con mồi, tạo ra thời cơ trộm cắp tài sản. Những người chủ nhân viên cửa hàng phải luôn có sự cảnh giác cao đối với trường hợp khách đi theo nhóm từ 2 người trở lên. Thông thường bọn chúng sẽ có một đối tượng vào bên trong cửa hàng, đối tượng còn lại thì ngồi trên xe máy chờ sẵn bên ngoài, thậm chí là luôn trong tình trạng nổ máy xe và đầu xe sẽ thường hướng ra phía ngoài đường trong tư thế sẵn sàng để tiếp ứng đồng bọn tẩu thoát. Chủ và nhân viên của các cửa hàng, quán xá cần lưu ý trong việc bảo quản tài sản cá nhân của mình, nên cất giữ những tài sản có giá trị như là điện thoại, tiền mặt, trang sức bên trong tủ và khóa lại cẩn thận, giữ chìa khóa trong người hoặc là cất ở một vị trí nào đó khó thấy. Ngoài ra, nếu bất tiện khi để điện thoại trong tủ thì có thể giữ trong người. Tuy nhiên, cần phải luôn có ý thức cảnh giác, đề phòng.
tránh việc để tài sản hớ hên khiến cho kẻ gian nảy sinh lòng tham như hai vụ việc vừa rồi. Và cần lưu ý không để điện thoại cắm sạc ở những vị trí lộ liễu mà khách ra vào có thể dễ dàng nhìn thấy được. Bên cạnh đó, cần phải có sự cẩn trọng trong mọi tình huống. Với mọi đối tượng, chú ý quan sát các hành động của khách khi khách vào bên trong quán và không nên vội đánh giá khách chỉ qua vẻ ngoài hay chỉ qua một vài câu nói chuyện xã giao. Và cần lưu ý luôn giữ tâm trí trong trạng thái bình tĩnh, tránh việc bị kẻ gian sử dụng các chiêu trò gây bối rối tâm trí của mình. Lúc đó sẽ rất dễ bị trộm cắp tài sản. Đối với những khách hàng liên tục yêu cầu lấy nhiều sản phẩm khác nhau, chủ hay là nhân viên có thể chủ động mời khách đến một vị trí ngồi chờ để mình đi lấy sản phẩm. Phải là vị trí mà mình dễ quan sát thấy các hành động của khách. Và khi nhận thấy chủ hoặc là nhân viên cửa hàng có ý thức cảnh giác như vậy, các đối tượng sẽ e dè hơn trong việc ra tay trộm cắp, thậm chí có thể sẽ không dám thực hiện hành vi vì lo sợ bị phát hiện. Và cũng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến chia sẻ, quý vị hãy gửi về địa chỉ email truyền canh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.